Đúng rồi. Đây là sân thờ Thánh Tâm. Cũng có mấy anh em hôm nay chúng tôi bức xúc mà lên tiếng. Tôi rất là ôn hòa nhá. Dạ, anh Tuấn. Em biết ôn hòa lắm. Rồi. Đừng có để cho nhân dân nó khổ. Các anh tôi nói với anh như vậy, đừng có để cho con cháu nhân dân nó khổ. Nhiệm vụ thôi. Em nói với anh nhưng mà nói mà ký một cái nó đưa dân qua đây là thua luôn. Là không phải đưa dân qua đây là coi như là con cháu Việt Nam là đi ăn mày. Ai cũng có trách nhiệm. Anh là phải biết vấn đề đó. Đúng quá. Đó bà cùng với em. Cái này là phản nói là ôn hòa thôi. Đừng làm như thế này. Anh em rất ôn hòa. Thì em biết anh ở đây. Anh là một người rất là hiền lành. Kể cả người ta chửi anh cũng không bao giờ anh nói cái điều mà nặng nề với người ta nữa. Cho nên là bây giờ là em hôm nay mà biết anh như vậy đó. Anh rất mừng. Rồi, anh rất thật với em nhé. No. Em luôn luôn ở gần các dân, người dân nhiều hơn. Cho nên là chừng nào mà tôi chống nói á thì mấy anh muốn làm gì mới làm. Nó có lỗi Trung Quốc thuê đất, phản đối Trung Quốc thuê đất. Tôi là bất tỏ đồng chứ anh đừng làm gì đâu. Anh ở đây là rất là ôn hòa, em cứ bình tĩnh. Em đâu làm gì anh đâu. Em không có, em không nên. Em đâu có làm gì anh. Cái này á là kêu. Em kêu gọi anh lên á, là cho cả toàn dân chứ không phải cho riêng một mình cá nhân nào của ai hết. Nhưng mà cái nào là kêu là cho Trung Quốc thuê chưa? Anh có nói là được như vậy không? Trời đất ơi, em đưa cái văn bản nào ký ra đây, đưa ra đây. Giờ anh hỏi người lạ là ai, nước lạ là ai? Ở đây công dân người ta có quyền, ta trong luật pháp hiến pháp người ta nói mà nói sao mà có quyền tự do. Đây là những đối trẻ Trung Quốc thuê đất. Phản đối Trung Quốc thuê đất. Rất là phẫn nộ khi mà biết được rằng những cái việc đặc khu là vấn đề mà nguy hại cho đất nước. Đi đấy không? Mày sợ thế. Mỗi ngày bây giờ mày dẫn người ta sang chợ nha. Hiểu hiểu chưa? Còn đời đừng ảnh hưởng tôn giáo mày, đúng sang chợ là tại vì nhiều người hơn. Chứ tại sao bên này là họ nó không đăng rồi bác? Không. Ở đâu? Bây giờ cái này mẹ nó trên kia mạng qua. Thôi được rồi, bảo tôi nói đi. Nó nghỉ. Anh em cứ yên tâm. Mình mới nói là bác cứ phản đối ôn hòa cho em đi. Ôn hòa thôi đấy, thế thôi. Người ta có đập phá cái gì đâu. Không đập phá không gì hết. Thì cái điều đó là điều bình thường. Anh em không có một cái gì ngại hết. Không hề ai chửi. Bảo rồi, đây là cái quyền của mình. Đúng rồi, cái quyền của mình. Mình thôi, nhưng mà đấy, mình phản đối thì một theo chứ theo chứ tích cực. Chú nói với cháu này, tất cả các cháu đây cũng là người Việt Nam như chú. Dạ, cháu. Mà có người mà lên tiếng là không phải lên tiếng cho họ riêng họ đâu, mà lên tiếng cho tất cả. Mà cháu biết là cái tình hình bây giờ là cháu biết thì đặc biệt thì đây cái theo chỉ tích cực của bây giờ chú bảo nó không cho gây tắc đường. Chú sẽ là chú bảo. Anh em ơi, đi qua chợ Anh Tâm luôn, đi qua chợ Anh Tâm luôn. Đi sang đường. Phản đối Trung Quốc thuê đất. Rất là ôn hòa. 99 năm. Phản đối Trung Quốc thuê đất.
phản đối luật an ninh mạng, phản đối đặc khu, phản đối luật an ninh mạng, phản đối an ninh mạng, phản đối đặc khu. Giờ lên, giờ lên. Phản đối Trung Quốc thuê đất. Phải chợ hả? Ừ. Dân
mà nói một tỷ rưỡi đưa qua đây là không an ninh nó sáng rồi không không cần đâu không cho Trung Quốc về đất 95 mà nói không mình không biết trong vòng
tiếng không biết không phải. Em không có ngại cái chuyện mang tiếng, nhưng mà ta biết sao, bây giờ mình đang chầu, hôm nay là chầu hay đó con. Đấy, cho nên là người ta ra vào nhiều, sợ bị kẹt cái cổng mình. Mấy anh an ninh cũng vào đây cũng nói là xin là thôi đi đủ rồi, nhưng mà dân họ chưa chịu. Đưa thêm cho dân này. Đây đưa phát thêm đi. Đó. Đây. Người trẻ được bán cái gì đâu. Cháu cũng là người sư Thanh Tâm đây. Đúng rồi, đâu vậy? Thì cháu hôm nay cũng là người, nhưng mà cháu cũng muốn được phỏng vấn bác vài câu để bác nói lên nha. Rồi, tôi cũng chẳng nói quen đâu. Lên. Bác cứ nói lên cho được. Bác cứ nói lên cho được. Bác năm. Nói lên cho được. Bác cứ 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 nói đứng sát vào trong. Anh em cứ đứng sát vào trong. Tại vì các anh an ninh ở đây cũng cho phép mình, và các anh bảo là cứ đứng sát vào trong thì chúng ta cứ như vậy mà làm. Đứng sát vào. Đâu đi cổng kia kìa. Vô đi. Nhảy đâu anh, đưa em 2-30 tờ đi. Ra bây giờ hay là anh em mình ra chỗ đèn đây này. Đưa nó đang thiếu em đâu. Lên trên hay xuống dưới tùy anh thôi. Đây là tôi nghĩ là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi tôi đứng ở trong. Tôi đứng trong không ra ngoài. Rồi bây giờ Anh biết là thời gian mấy cái bữa vừa rồi là đây là tôi